Líp lỗ rồi. Để em hun nó cho. Hun bằng nước lên, nó đang líp lỗ, hun vào nước. Hai con liền. Một con cực to, một con cực nhỏ ấy. Đâu nhỉ? Trong trong cái góc kìa. Đào trong, nhanh cho để nó vừa lặn vào đây giúp nó luôn. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Giờ anh em mình vừa đi dồn chuột rồi. Chạy mất hai con, không biết hai con hay kia nó vào không này, nhưng từ từ. Đấy, cái lỗ cái kìa. Mới về gọi chó đi. Phải có chó, nói chung là anh em mình đang đi đồng thì nó giúp từ trên mương cỏ trên đường. Nó chạy từ trên mương xuống rồi, ở đây nó đang líp lỗ nè, tránh ra. Đấy. Cho đi cả bờ luôn được. Hôm nay anh em mình đi ra đồng không đem chó. Cho nên là anh làm chó đi. Tao đang làm chó đây này. Vậy xì. Con chó nó biết hơi chuột là mới đuổi tinh. Nhưng mà bây giờ này tìm được cây, cái ngách nó mới lên. À, đâu nhỉ? Đấy, chọc cái que vào. Nó ăn lên trên. Ôi, mạch nước. Ôi, nó chảy từ mương trên. Ui trời, chảy mương rồi. Chảy mương. Vào đây nhỉ? Ủa sao nó có ngách đi rồi ấy, anh ạ? À? Hả? Có ngách đấy. Ui. Có ngách mà. Trong này cái hầm gì ấy? Ui, mới cái cục đá. Cục đá gì đen chì hả? To hả? Khẩu ra. Ôi. Khẩu vào ba cục đá đấy ra. Đá đâu mà đá, ui. Mà ba. Lấy đầu mà ba, anh đừng bốc đi. Nhìn, từ. Rồi. Phải mưa lũ thì nó mới ra. Ai biết được. Mưa lũ thì ao cho người ta ngập qua ba nó mới bỏ ra. Có mưa đâu nữa. Ui. Ấy. Đá. Ui im. Đá mà. Chẹt đá. Phải không? Bà ba. Đây. Lên, đi mượn cái xô, chạy ra kia mượn cái xô, nhanh lên. Ba mọi người. Ôi, nhanh. Ngoan, lại được ba, lại có tiền rồi. Anh đặt tăng. Còn ông này em 13 cục. Chắc là ba con đấy. Báo. Ui, sầu lắm. Báo. Thế làm sao bắt được nó nhỉ? Thôi vào nó cắn. Thôi vào nó cắn chết. Cắn. Ây da, sầu lắm. Thôi, nó cắn vào đây. Đây. Ui. Nó nằm như cục đá luôn đấy. Ui, vừa đầu em tưởng đá cơ. Còn sao ba lại ở đây nhỉ? Ai biết được. Hay là từ cái đợt lũ trước nó sầu ao ra? Không biết. Ui. Ui. Chắc nó ngược nước lên đây. Đúng rồi. Ngày trước mấy cái ruộng này nó bị ngập hết nè. Đây. Những cục đá. Đầu nó đâu? Chà, cục đất mà. Đây. À, đúng rồi. Chơi bắt ra. Mày à vừa ấy. Sạch đi. Rồi. Sạch vào. Con. Lúc nãy em thấy ba cục ngay gần đây sao rồi. Nó bỏ nhanh vào đấy chứ nhở. Ui, em vừa rồi em tưởng đá cơ. Một con bé, một con to đùng này á. Thế là mẹ con. Thế cả đàn nhà nó rồi, vài chục con. Ui, sầu lắm. Hình như nó bị cái vụng cái này nó ngập úng. Là giúp ở đây. Ôi, chết rồi. Ui sạch sớm chết rồi. Nói chung là sấm chớp này không sợ. Tại ba nó cắn là nó sấm chớp nó mới nhả. Ai nhỉ?
thấy là thế. Lúc nào mà nó sống chớp phát thì anh cho nó cắn thử vắn. Ừ. Xong rồi nó nhặt luôn mà. Mày cho cắn đi. Ê, chạm à. Thấy đâu nó lắc, nó sâu lắm. Ui, tới sao? Ui, đây rồi. Mà tao không biết đâu nó đâu, tao không dám lấy à. Nó bưởi, sao còn chớp rồi. Nó bưởi thì chết à. Đấy, thế này là nó không dám cắn đâu. Có sấm chớp này. Ui anh ơi, à? À này nó nền nhau. Ui nó cắn nhau này. Lùi à? Bà mày lùi đi. Ôi, nhanh lên. Mày không chạy đâu đâu hết nắng. Đấy này, nó cắn đấy. Nó cắn cả xẹt ơi. Hả? Hả? Đứt còn không? Mò. Nó hết mất mò ấy đi mà. Từ. Hết rồi sao? Hết chưa? Mình tưởng nó to mấy kia nó gì? Ủa à, ba con này bé. Nó có một ngách xuyên sang bên kia nhưng mà hình như là cái ngách của chuột ấy nó chỉ nhỏ thế này thôi. Còn cái hang này đến đây rồi. Chuột nó đi đâu rồi? Hả? Thế thì nó chạy đường ngách đi. Điên à? Không biết được. Chuột cho to. Nhưng mà hang chuột ở đây thì nước của cái ổ ba ba này nó phải ngập chứ. Chuột ạ. Ui. Thôi thôi. Không đâu. Chạy nhanh không? Không chết con này chết. Đi đi. Cái này là tường. Ui giời ơi. Ôi, con này lên bờ nó chạy nhanh thế nhở. Wow. Có một con bé tí này. Hả, à, chạy đâu. Ấy. Con này khá to nha mọi người nhá. Anh ơi, con mini này buồn cười kìa. Cho em con này. Cho mày con đấy mà nuôi. Ê, em về em nuôi. Bắt con kia, bắt con kia. Một tàu muỗng nha. Con nhau cái cô ấy. À. Nào cho đây. Đớp được em. Đứng đây. Cho mày một con đấy mà nuôi. Em mang cho mày hai con nhỏ nuôi. Thả xuống giếng ấy. Thả xuống giếng á? Ờ. Giếng này em sâu lắm, nó chết tôi. Thả xuống giếng ấy. Em nướng con này. Em thả em bể. Thả đi, bể xuống dưới kia em nướng đi. Đi. Thả chớp này. Hay là về nhà nhờ. Sợ sợ mất. Thôi cứ tính nhá, đi xuống ruộng nào. Đi. Đang cày giờ, chuột nó phộc lên. Thế nào lại đúng gọi là thôi, đấy là mày không, đấy không giải thích nhiều. Tại em về em đi lấy xô. Em lấy xô để đựng nước. À, mày dị ứng cái gì? Dị ứng mà không chọn, nhưng mà anh em mình sẽ đây là đang tạo cái gì nhỉ, mặt sàn cho nó chứ không thể để đất được. Vì nếu mà không tạo cái này nó sẽ không có cái hơi nóng nó bốc lên ở dưới. Cắm một cọng ở đây nữa anh. Đây, từ, bây giờ phải ướm đã. Thơm nhỉ. Nước chả tới vào thơm kinh điển luôn rồi. Ngon này. Đây, nướng cả con luôn. Sướng. Đây là cái rồi này. Giờ chỉ cần cái đầu nó nữa thôi. Đợi cái đầu. Thêm một cây nữa. Sao cháy? Phát một phát nhỏ. Chậm. Ôi! Có mà phá hoại thì có. Đang ngạn à? Không được đâu. Từ có phải bình tĩnh nhỉ? Đây. Được, không. À, kẹp cổ nó vào, rốt thế. Chặn đất.
Ok. Không để cho nó chặn cái trên này không nó cháy nữa mọi người nhé. Đấy. Nói chung là mình thấy món này sẽ khả năng là hấp dẫn đấy, ngon đấy. Thơm nhỉ. Mình tan thịt ngạc không? Mà không biết nó ở cái mương đấy từ lâu chưa nhỉ anh nhỉ? Hay là để lâu rồi? Còn hai con nữa đây, tí về về hỏi nó xem, về bước đầu rồi. Nhà nuôi nhỉ? Anh em mình quyết định là chỉ thịt một con thôi, còn hai con để sẽ nuôi lại. Em con nhỏ đấy. Cho mau đệ nuôi lại. Nó mệt tất, nuôi lại. Mệt tất nha. Nuôi lại để hôm nào thì thịt. Không. Nuôi chả thịt thì thế thì thịt còn to rồi. Còn bé nuôi lại. Nuôi chả thấy thịt làm gì nào, con lửa. Mai cái thuần cho nuôi cùng. Đâm lửa đi. Ok. Ok. Giờ chỉ đi lượn. Bây giờ chỉ đi lượn đồng và lượn cái này thôi. Tìm chim này. Mình nghĩ sẽ tầm 20 phút thôi là nó sẽ chín thôi. Con ba ba này chắc sẽ chín đi. Một lúc nữa là chín mà. Ui ôi chín rồi đấy anh ơi. Hai đợt củi đấy. Mà mày không ăn mà úi rồi làm gì? Thơm. Bây giờ mấy anh em mình sẽ phui thử nhá. Mình cũng không biết là chín chưa, nhưng mà mình đã để thêm khoảng độ tầm 10 phút nữa rồi. Nếu mà cứ khui ra thì chín lại cho vào. Kêu cẩn thận lại bụi vào anh ơi. Thế ta mình phải lấy hai dao rồi. Ây xà. Ăn kẹt kẹt rồi, ăn cứt rồi. Ui, vào khe luôn. Mùa nói. Kẹt đầu anh chạm à. Hợp lý, đẹp hết, đẹp hết. Ui, nhìn đẹp nha. Nhìn như kiểu là con này tầm khô. Đây, lấy con dao, dao cái khác đây. Dao nhỏ nhá. Dao nhọn đấy. Dao khiêng nó lên. À. Đây. Nghe có vẻ là ok đấy mọi người ạ. Dính đi dính không? Được. Yo, nó chảy hết cái mai này anh ơi. Ôi mai như cả chảy, mùi như cả chảy hết nhỉ. Sạch mai. Đây nha mọi người, vẫn nguyên con nhá. Không biết là hơi quá lửa một tí, nhưng mà cái mai này thì khả năng là vụn rồi. Cái mai chê cho cái thịt ngon đấy nhỉ. Đây nha anh ơi, nhìn này. Mình sẽ xương nó to ra này. Cho mọi người xem xem tổng thể con ba ba của anh em mình nhá. Mấy là có cái mai chê cho cái thịt đấy. Cái mai cháy. Ơi, to cái gì ra đấy? Xương. Mai lại còn xương. Mai chả có xương à. Xương mai à? Thành cổ vật luôn mọi người. Ui. Vụn luôn. Ui, cháy vụn luôn nhá. Anh lấy hai cái này ăn cho trong quả đỡ gì đó. À ừ. Cái này sẽ để mẹo chữa dị ứng, nó sẽ kiểu như là ai mà bị dị ứng cái gì ấy là đốt con đấy lên cháy thành than, xong rồi hòa với nước hoặc là làm gì làm nuốt. Uống. Đấy, uống là sẽ hết dị ứng, nhưng mà cái đấy nó chỉ có trong truyền thuyết thôi. Chứ thật ra mình thử rồi. Hôm mình ăn kiến ngạt ăn gì nhỉ? Ăn ve sầu. Ve sầu. Ui, cũng dính hết.
Đây. Đây là mặt dưới của nó nhá. Ui. Ui 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 hết. Rồi hết đùi. Nó ra cả. Ui, làm cái đùi đã. Ui. Quả đùi này. Ui, quả đùi nó đây. Mọi người thấy ngon chưa? Ui, mời tất cả mọi người nhá. Ta làm gì? Thịt nó mà đệ là kiểu mà là dị ứng. Dị ứng rồi đấy mà là đúng nhá. Lần trước ăn mà ba nấu chế đậu ấy vì dị ứng không dám ăn nữa. Rồi nhìn thèm thôi rồi đấy. Thịt nó này. Dị ứng cái thằng này nó ăn gọi là đủ thứ rồi mà nó lại dị ứng cái con này. Cả con lửa nữa. Ăn trái là gì mọi người? Ngon thế nhỉ? Chả ngon. Chả ngon. Chả ngon. Ui, đây này, phần thịt này. Đoạn thịt là thịt người nữa. Chả ngon. Ăn đi, ăn đi, nhem nhem nữa. Ăn nó phải thưởng thức chứ nhỉ? Nhanh lên rồi đi bắt chuột. Chỗ này cháy quá, bỏ chó. Nhanh lên rồi đi bắt chuột. Wow, thịt nó chắc thật đấy mọi người ạ. Phải nói là ngon gì mà ngon, chá ngon. Lô, đây, sang đây anh cho cái xương này. Này, đó. Quả thi ai của nó đi này. Xương ấy. Ui, nhìn này, nhìn cái sụn nó này. Chá ngon. Điều ngon lắm nhỉ? Chả ngon. Điều ngon. À, ngon ăn đi. Không. Đây, con miếng thịt. Đấy. Không ăn được. Đấy, ngửi cái. Nghĩ thịt, đấy. Ngửi là ăn đấy. Ngửi là ăn đấy. Chả có mùi thơm gì. Về chả ai gái ạ. Ui ngứa thế. Ngứa thế. Trời, tí nữa kéo anh lại bị ngứa đây. Hôm trước không ngứa. Mình ngứa sao? Nói chung là mình bị dị ứng con ve sầu này. Ngày trước ăn con gì nhỉ? Con dế ở ngoài đồng cũng bị nhá, nhưng mà toàn 3-4 tiếng sau mới bị thôi. Dế này. Kiến ngạt này, cái con kiến ngạt đấy. Thì với những cái con mà nó cứ chui chui trong lòng đất là. Ong anh ăn được không? Ong bây giờ tao ăn được rồi, ngày trước mình cũng dị ứng cả ong, rượu ong cũng bị. Không chả dị ứng con gì, chỉ dị ứng con ba ba với cả con lửa. Lần đầu tiên mình ăn ba ba ấy là từ 2009 cơ, chục năm trước rồi. Nói chung là khi mà ăn ba ba bị dị ứng một lần ấy, lần sau sẽ không bị nữa, mọi người cứ yên tâm. Mình được. Ngày xưa nhá, ngày xưa mình dị ứng ba ba ở nhà ấy, người biết không? Có đúng một con ba ba bé bằng nửa con này thôi, ấm bằng cái con nhỏ ấy đấy, đi câu được về nấu một nồi chuối đậu. Trời, cá một nồi chuối đậu ngon thơm. Anh với hai thằng bạn ấy ăn, phải nói là thịt ba ba ấy bới trong nồi chuối ấy, chắc khoảng tầm 5 phút mới bới được một miếng ấy. Mà tao ăn khoảng mấy miếng thôi, ăn lần đầu tiên ăn mà ăn có mấy miếng thôi. Ui, đi chơi đến 1 giờ sáng về ngủ nổi nhá, từ mê cơm cháy nổi như mê cơm cháy từ đầu ngón tay lên đến đầu này, xuống lên chân. Đến 1 giờ sáng biết mua thuốc ở đâu mà không chữa được. Ba ba được chứ đậu ấy, nó chỉ rỡ nhiều chuối mới đậu mới cả đấy ấy. Thế mà em đã có một bát cháo tổ. Thế là mình mới phải về ngủ kinh điển. Ra nhà tắm rồi đấy, ra nhà tắm nằm nó đến sáng đầu lên đó. Mẩy ngứa ăn thuốc gì, đấy là chỉ gọi là ngứa đầy người ấy. Mới gọi là nóng trong thôi. Còn riêng mà đã dị ứng, ui, nói thật là kinh điển. Nhưng mà lần sau mình ăn lại không bị nữa. Thế là bây giờ mình ăn được ba ba đấy. Chẳng ngon. Ve sầu thì không ăn được. Ve sầu cái con mà nó vượt được dưới đất chui lên ấy, thì mình không ăn được. Con đấy béo lắm, ăn sướng. Con đấy mau đệ lại ăn được. Ăn sướng lắm. Dế mèn không biết là mình ăn được chưa. Nhưng mà
Đến miền chắc anh ăn được rồi đấy. Dân gian kể lại là... Nhưng mà ngon nhỉ, chị trứng cũng ngon nhỉ. Người giá nhỉ? Nhỉ, chị muốn dưới miền ông nướng ấy nhỉ. Ngon. Mà đấy cá sướng, ăn phê. Hôm nào làm lại chứ không? Đến mùa đấy. Đến mùa ơi, chị kinh nhiều thế lắm. Ngon. Tạ ăn gì? Ăn con bà ba này nó ăn rồi ăn tạ. Không ngon lắm nhưng mà... ăn cố. Dạ, không phải kiểu... Ăn cố. Thế là từ ngày bị dị ứng xong là mình ăn ba ba tẹt, không dị ứng nữa. Đấy cái phí đấy, cái này cháy mất này, phí này. Cái miếng này phí quá mọi người. Nó nhìn thử xem. Đây cái lớp da nó lại vàng đang muốn cháy này. Ăn để chắc được. Nó kiểu nhảy. Kiểu nhắm mắt đấy. Cháu ra gì? Ăn cái này vào đây chị ứng. Không. Đắng. Anh thử cắn miếng á. Không. Đắng.